Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái công thức để chúng ta bắt đầu tập kích thích tế bào gốc của mình. Đây là cái hình ảnh mà anh chị em sẽ tập mỗi ngày. Để rồi sau khi anh chị em tập liên tục trong mỗi ngày. Còn cái phần thứ nhất ngày hôm qua anh chị em không cần có tập nữa, chỉ tập cái phần này thôi. Nhớ giùm chú, anh chị em tập cái phần công thức này để kích thích tế bào gốc của mình mỗi mỗi ngày. Mỗi ngày anh chị em có thể tập từ một lần đến ba lần. Và cố gắng đừng có tập quá nhiều, để tập quá nhiều thì năng lượng dư thừa quá thì cũng không có giúp cho tế bào đâu, vì cái tế bào nó cần cái phần năng lượng đúng của nó và điều thôi, chứ không cần phải quá nhiều đâu, quá nhiều nó không có tốt lắm. Bước thứ nhất là anh chị em nhận năng energy energy trống đồng bằng tần của lớp 1 và để kích thích tế bào gốc của mình vào não bộ của mình ba lần. Rồi anh chị em đọc thầm. Khi chú Phúc nói bắt đầu thì cô bác chị sẽ đọc nhẩm theo Thùy Trang. Thì bây giờ Thùy Trang đọc trước nè, là bước 1 đọc nhẩm một lần, nhận NLG chống đồng băng tần lớp 1 kích thích tế bào gốc. Và bước 2 cô bác anh chị sẽ lần mỗi lần và hình dung từ 3 đến 5 giây cho một lần. Nhận lần 1. Một chút nữa Thùy Trang đọc nó sẽ chậm hơn nha. Còn bây giờ Thùy Trang hướng dẫn công thức thì đọc nhanh chút xíu, là nhận lần 1, nhận lần 2, nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. 3 lần, mỗi lần gửi và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm ở trong đầu, gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3. Ở bước 4, không cần đọc nhẩm mà chỉ cần tiếp tục hình dung gửi năng lượng từ trung tâm tiếp thu năng lượng đến xương cùng và toàn bộ cuộc sống. Liên tục hỗ trợ năng lượng, tập trung sự ấm áp cho toàn bộ cuộc sống để kích thích tế bào gốc cho đến khi chuông báo chấm dứt. Thì con sẽ bắt đầu con đọc nha. Rồi bây giờ tất cả anh chị em nhé, chúng ta anh chị em mở mắt và anh chị em dùng cái tư tưởng mình theo cái sự hướng dẫn của thị trang, và anh chị em thực hiện đưa năng lượng vào trong từng bước một, vào cái phần xương trung tâm tiếp thu năng lượng tới cái phương cùng của mình, và trong một trạng thái tỉnh thức, và anh chị em có thể nhìn vào cái bức tường nhưng mà đừng nghĩ gì hết, nhìn vào cái bình bông nhưng mà đừng nghĩ bông gì hết. Cái việc của anh chị em là dùng tư tưởng mình gửi cái phần năng lượng, cái tư tưởng mình, cái tư tưởng anh đi đến đâu, cái phần năng lượng energy đi đến đó, và anh chị em sẽ cảm nhận được cái sự gọi là ấm áp, một cái sự nhẹ nhàng nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, và chú cũng là một cái trạm phát sóng cho anh chị em đó, chú cũng là một cái antenna để cho anh chị em dễ tập trung, nhưng mà sau đó về nhà thì anh chị em cứ việc hình dung ngoài không gian được rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu gian thì Trang cho thời gian nha, thì Trang Dạ rồi, dạ rồi bắt đầu ạ. bắt đầu. Cô bác chị đọc nhẩm theo con nha. Đọc nhẩm, nhận NLG chống đồng băng tần lớp 1 kích thích tế bào gốc. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ 3 lần. Mỗi lần nhận và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc nhẩm thầm trong đầu là nhận lần 1, nhận lần 2, nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng 3 lần. Mỗi lần gửi và hình dung kéo dài từ 3 đến 5 giây. Đọc nhẩm thầm trong đầu, gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3. Bước 4, không cần đọc nhẩm mà chỉ cần tiếp tục hình dung gửi năng lượng từ trung tâm tiếp thu năng lượng đến xương cùng và toàn bộ cuộc sống. Liên tục hỗ trợ năng lượng, tập trung sự ấm áp cho toàn bộ cuộc sống để kích thích tế bào gốc cho đến khi chuông báo chấm dứt.
Dạ hết.